Huỳnh Như góp công lớn, LANK FC chính thức trụ hạng thành công. Câu lạc bộ LANK FC chính thức ở lại giải VDG Quy nữ Bồ Đào Nha sau trận thắng 1, không câu lạc bộ Amora. Tối ngày 10 tháng 6, câu lạc bộ LANK của Huỳnh Như chính thức trụ hạng thành công với chiến thắng 1, không trước Amora ở trận play-off lượt về. Trận đấu diễn ra vô cùng căng thẳng và phải nhờ tới hiệp phụ để phân định thắng bại. Trong hiệp 1, LANK là những người thi đấu năng nổ và tạo ra được nhiều cơ hội nguy hiểm hơn đến khung thành đối phương. Tuy nhiên, Huỳnh Như và đồng đội lại không thể tận dụng tốt cơ hội để giải quyết sớm trận đấu. Sang đến hiệp 2, thế trận đảo chiều khi Amora vươn lên nắm thế chủ động. Dù vậy, họ cũng giống LNK trong hiệp 1, không thể chuyển hóa các cơ hội mới mươi thành bàn thắng. Hai đội hòa nhau với tỷ số 0, không trong khoảng thời gian thi đấu chính thức. Huỳnh Như giúp LNK FC trụ hạng thành công, ảnh, cầu thủ Huỳnh Như. Bước ngoặt trận đấu đến ở phút thi đấu thứ 5 ở hiệp phụ đầu tiên. Maria Ribeiro truyền từ cánh phải vào vòng cấm cho Huỳnh Như. Tiền đạo Việt Nam không chế bóng khéo léo trước khi trả bóng ngực cho Ribeiro. Cô tung ra cú sút chân trái hiểm hóc vào góc gần, mở tỷ số trận đấu. Bàn thắng đến ở những giây phút hiệp phụ giúp LANK thi đấu hồ hởi hơn rất nhiều. Đó cũng là bàn thắng ấn định tỷ số trận đấu. Như vậy, sau hai trận đấu, LANK FC thắng với tổng tỷ số 2, 1 và chính thức trụ hạng thành công. Ở trận lượt đi, hai đội hòa nhau với tỷ số 1, 1 trong đó... Huỳnh Như có hai lần đưa bóng vào lưới nhưng đều bị va từ chối. Kết quả này cũng là lời chào vô cùng ý nghĩa của Huỳnh Như với đội bóng màu xanh lá sau gần 2 năm gắn bó. Cụ thể, Huỳnh Như đã hết hợp đồng với LANK FC sau khi mùa giải 2023 phần 24 kết thúc. Tuy nhiên, nữ cầu thủ quê Trà Vinh sau đó đã quyết định ở lại thi đấu hai trận play-off rồi mới về nước. Sau khi về nước, tương lai của Huỳnh Như là chủ đề đang nhận được sự quan tâm lớn từ người hâm mộ.